Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhìn bạn nhau này, sẽ đụng nhau nha. Quảng cáo. Điện thoại nó giỏi lắm, nó bảo giờ động tác khi bạn có thể gia nhập vào quân đoàn. Gửi bắt đầu được việc ngồi này, cho là ngồi livestream này nói đấy, như kiểu nó bảo là thuê người livestream lương tháng 30 triệu, trên 30 triệu 5 tiếng một tuần. Rồi hai nhà song sinh đôi, nhà Tiểu Dương với cái gì Dương ấy, hai thằng này diễn ngẫn lý do rồi. Mẹ này đây rồi. Mỗi hành động đều cho là tiền tỷ phố nhị đại. Về lịch đi chơi mà vẫn đang hàng tiền. Hàng này nhìn đẹp trai nhưng mà nó diễn đóng ở trên này. Nó diễn nhìn hài cốt với nhìn.
150k cho một lần coca, 70 nghìn cho một chai nước lọc. Như vậy mình cho vào trong này nè. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hai con. Không, tháng nào tháng Long tích được tiền hay chưa ạ? Tháng nào cũng mất hết sạch, chả biết đi đâu. Ghê đúng là phương 15 hay sao ạ? Cái chỗ kính kính như này này nó kiểu lắc khi mình sai phê đi ấy. Chị nãy liền vậy. Để bỏ mặt này vào mua xi lanh. Hay chưa? Này. Để cái bộ mặt này vào với xi lanh. Để cái bộ mặt nghiện nghiện.
Ưng lực vào gặp ưng thái. Ưng lực run nghe. Nó một tỷ 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 chai rồi. Giờ quần đi bơ bò luôn. Kinh đấy. Còn này là mấy triệu. Ưng lực sở tinh. Công nhận, nó bảo là công nhận phụ kiện, phụ kiện ở trong cái quán này nó đẹp nhưng mà kính rẻ quá, không trộm được. Sự tính xanh ấy. Như vậy mình tôi mà xong vậy nè. Xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người.